Cùng với việc nỗ lực hoàn thành mục tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến trong năm nay, Thừa Thiên Huế cũng đang đẩy mạnh việc thực hiện chương trình trọng điểm về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh. Với hàng loạt các giải pháp về thể chế, bộ máy cho đến ứng dụng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, cải cách hành chính đã tạo được những bước chuyển biến rất cơ bản, được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao, bắt đầu định hình một chính quyền phục vụ thay vì một chính quyền quản lý như trước đây, ghi nhận của phóng viên thời sự. Quá trình thực hiện cho thấy, trong những năm gần đây, công tác cải cách thể chế được tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhất nhu cầu của tổ chức, công dân trên địa bàn. Đặc biệt, với sự hình thành và đưa vào hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và 9 Trung tâm Phục vụ Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh vào đầu năm 2018, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân đã có nhiều đột phá, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Các cơ quan hiện tại trong trung tâm công chính thì giải quyết rất nhanh và rất là tiện lợi. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh và ủy ban tỉnh đã thành lập ra các cái trung tâm hành chính công. Đây là một cái trung tâm rất là tuyệt vời, rút cả cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giúp cho doanh nghiệp bớt cái thời gian đi lại. Hiện nay thì thực sự là lãnh đạo tỉnh rất là quyết liệt và lãnh đạo các sở ban ngành cũng thế rất là quyết liệt trong vấn đề mà làm sao nâng cao tỉnh phục vụ doanh nghiệp, phục vụ người dân được tốt hơn. Công tác cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được tỉnh chú trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính công, cải tiến mạnh mẽ lề lối, tác phong quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn xác định đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp tục đổi mới, đưa nhiều dịch vụ để tạo thuận lợi cho người dân khi giao dịch các dịch vụ công. Thời điểm trước thì thủ tục dưới khoảng 30% thủ tục người dân được giải quyết trực tuyến. Thì đến nay là tăng lên 50%, có nghĩa là đã tăng cường được cả ý thức giải quyết công việc trên môi trường mạng của cán bộ công chức cũng như là người dân khi tham gia vào các cái dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm. Thời gian qua, tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng một chính quyền phục vụ, một đô thị thông minh, trở thành đơn vị dẫn đầu toàn quốc về phát triển chính phủ điện tử cấp tỉnh. Mặc dù không phải là một địa phương có tiềm lực tài chính dồi dào để đầu tư thật lớn cho công nghệ thông tin, nhưng với những cách làm mới mẻ, sáng tạo, cùng với quyết tâm chính trị cao, Thừa Thiên Huế đã gặt hái nhiều thành công bước đầu rất đáng trân trọng. Tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương đứng đầu của cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019. Đây là hiệu ứng tích cực mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai ứng dụng trong nhiều năm qua, góp phần tạo niềm tin cho người dân trong cải cách hành chính. Qua thời gian hoạt động vừa rồi, thì dư luận xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp, công dân đánh giá rất cao cái mô hình này. Qua đó chúng ta khẳng định cái việc hình thành trung tâm hành công đã cải thiện đáng kể trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tổ chức ở ba mặt, một là thời gian, về hồ sơ và chất lượng công việc. Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nỗ lực hơn nữa tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của trung ương, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và nhất là sự góp ý hiện kế của cộng đồng người dân để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gần với phát triển mạnh mẽ dịch vụ đô thị thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, vừa là người thụ hưởng, vừa là đối tượng đóng góp nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây là mục tiêu quan trọng nhất trong xây dựng chính quyền điện tử, phát triển thành phố thông minh của tỉnh trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.